một em Sony CFD700, dòng có súp sau không mấy bác ha. Em này thì có EQ, mình thử coi có súp sau tiếng thì dễ nghe, chơi CD, line in, radio thì FM chỉ đến 90, rồi tép thì em test thử thì bên này nó chạy, còn bên này em không thấy nó chạy. Rồi vậy đi, em test tép trước ha. À đây, tép. Tuần đến tuần đi. Nói chung những dòng này thì nghe tép thì nó hơi còn có qua các trường giao thông theo quy định của quản lý nhà nước. Lên nhằm quán triệt và phổ biến những nội dung của nghị định 91 đến người dân, tổ chức cũng như các doanh nghiệp. Tới thì sở thông tin CD thì mắc tốt, thông thường những con này CD thì mắc rất là trâu. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trái xa. Em này thì đẹp keng ha mấy bác. Mấy bác nhìn mấy bác cũng thấy ha. Người ơi, nếu thương rồi. Rồi, thì ok chứ... đi. Em qua line in đó. Em thích tiếng line in của con này. Ngọc cành vàng còn đâu, đâu quyền.